Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Xin kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình tập đọc và hát thánh nhạc Latin trên kênh YouTube Petrus Quang. Cũng như thường lệ, trước khi bắt đầu thì chúng ta cầm lòng kinh dâng lên cho Chúa công việc làm của chúng ta. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bây giờ chúng ta bắt đầu tập hát cái câu 1 của Kinh Tantum Ego. Xin mời quý vị hướng mắt lên màn hình. Chúng ta bắt đầu nha. Chúng ta xưng âm trước. Quý vị thấy rằng cái nốt đô nằm ở đây, cho nên đô, si, la, son, phạ, mi. Cho nên là cái dấu đầu tiên của cái Kinh Tantum Ego bắt đầu bằng dấu mi. Mi mi fa mi re son son la do 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 re do do si la do si la son. Xương âm là hai. Mi mi fa mi re son son la do 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 re do do si la do si la son. Xương âm là ba. Mi mi fa mi re son son la do 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 re do do si la do si la son. Chúng ta hát câu đầu. Tantum ego sacramentum venere mucenui. Hát lần hai. Tantum ego sacramentum venere mucenui. Hát lần ba. Tantum ego sacramentum venere mucenui. Chúng ta tiếp. Son la do si la son la son la si son son mi la la re. Xương âm lần hai. Son la do si la son la son la si son son mi la la re. Xương âm lần ba. Son la do si la son la son la si son son mi la la re. Chúng ta hát. Et antiquum documentum no vocerat ritu. Hát lần hai. Et antiquum documentum no vocerat ritui. Hát lần cuối. Et antiquum documentum no vocerat ritui. Xương âm câu cuối luôn.
Mi son son mi son la la son la si son la son fa mi re mi. Xướng âm lần hai. Mi son son mi son la la son la si son la son fa mi re mi. Xướng âm lần ba. Mi son son mi son la la son la si son la son fa mi re mi. Hát. Prestet fide supplementum sensuum de effectui. Hát lần hai. Prestet fide supplementum sensuum de effectui. Hát lần ba. Prestet fide supplementum sensuum de effectui. Chúng ta hát lại từ đầu. Tantum ego sacramentum veneremu cernui et antiquum documentum novo cedat ritui. Prestet fide supplementum sensuum de effectui. Bây giờ chúng ta hát lần hai. Tantum ego sacramentum veneremu cernui et antiquum documentum novo cedat ritui. Prestet fide supplementum sensuum de effectui. Chúng ta hát lần ba. Tantum ego sacramentum veneremu cernui et antiquum documentum novo cedat ritui. Prestet fide supplementum sensuum de effectui. Thế là hết. Hồi nãy tôi có nói với quý vị là tôi sẽ lặp lại cho quý vị là có một cái phiên bản Việt Nam đó là nó hát giống cái nhạc Latin gì đó. Thí dụ như tôi lấy thí dụ đó. Tôn vinh thánh danh Giêsu chi thánh. Đấy, đại khái là như vậy. Nhưng mà cái nghĩa thì nó không có trung thực lắm. Vậy là chúng ta chấm dứt cái buổi tập hát hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian cùng chúng tôi tập hát cái câu 1 của kinh Tantum Ego, cũng như là chúng ta để kính Đức Mẹ Mồ Côi thì chúng ta hát một cái kinh mừng để kính nhớ Ngài. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, oh.
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Xin cảm ơn và kính chào quý vị.